Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách trồng su su của mình. Đầu tiên là để trồng su su thì mình cần phải có giống. Ở đây mình đã có hai cái chậu su su giống mà mình đã ươm ở trong nhà từ tháng 3 đến nay đã là khoảng gần 2 tháng rồi. Để mà có cái chậu su su giống này thì mình cần phải có cái quả su su giống. Nếu như các bạn chỉ có muốn trồng su su để ăn ngọn thôi thì các bạn có thể mua cái quả su su họ bán sẵn về và mình chọn cái quả già về mình để nó sẽ mọc mầm và ra rễ để chúng ta ươm. Nhưng nếu các bạn muốn ăn có quả su su để thu hoạch thì chúng ta nên tìm mua những quả su su mà người ta trồng trực tiếp ở giàn chứ không nên mua ở chợ. Nếu các bạn mua ở chợ thì rất khó để có thể ra quả vì mình đã từng trồng một năm rồi. Thì mình cũng lấy giống từ quả su su ở chợ thì chỉ được ngọn, chỉ được lá thôi chứ không có ra bất cứ một quả nào hết. Đấy. Thế thì năm nay mình đã xin được hai quả su su giống từ nhà vườn của một cái chị đã trồng được. Sau khi đã có hai quả su su giống về rồi thì mình sống ở xứ lạnh cho nên mình phải để ở trong cái phòng lạnh của nhà mình khoảng từ tháng 11. Mình nhận được hai quả su su mà cho đến tận tháng 3 thì khi nó ở trong phòng lạnh thì nó không có mọc mầm thêm, nó chỉ nhú mầm một chút thôi và nó cũng không có ra rễ. Tất nhiên là phải gói kỹ vào giấy báo và để trong cái hộp kín rồi. Và đến khi cuối tháng 3 thì mình bắt đầu cho hai cái củ quả su su mà đã mọc mầm được một chút, mình cho vào trong chậu và đất để mình ươm. Thì từ đó nó phát triển rất là nhanh. Bởi vì đến tận tháng 5 mình mới trồng ra ngoài vườn, cho nên là cái cuối tháng 3 mình ươm vào trong đất là tốt nhất, là thời điểm thích hợp nhất. Và hôm nay thời tiết rất là đẹp để trồng su su rồi, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách trồng của mình nha. Đầu tiên nói về su su thì lưu ý đầu tiên đó với các bạn, đó là khác với bầu bí mướp là cần rất là nhiều nắng, thì su su chỉ cần có vài tiếng nắng một ngày thôi chứ không cần nắng suốt một ngày đâu các bạn. Nếu các bạn trồng ở chỗ nóng quá là su su cũng cho ít quả nha. Điều thứ hai lưu ý nữa là su su ưa lạnh chứ không ưa nóng. Như vậy là nó không thể nào nó ra quả trong cái giai đoạn mà nhiệt độ mà trên 30 độ, chắc chắn là không có quả. Và thường thì mình trồng su su ở xứ lạnh thì thường khoảng tháng 9 nó mới ra cái vụ quả chính. Bây giờ mình sẽ chia sẻ hơn chi tiết với các bạn về cách trộn đất và cách trồng, đào hố trồng cây su su như thế nào để cho nó sai quả nhất nhá. Bỏ hai cái chậu ra bên cạnh. Đầu tiên là để trộn đất trồng su su, điều này cực kỳ là quan trọng các bạn. Nó có tính chất quyết định cho cái su su của bạn có sai quả hay không. Mình trồng thì thường là mình sẽ trộn một nửa là đất cũ ở vườn của mình. Đất nhà vườn nhà mình là đất mà mình trồng rau rất là nhiều năm cho nên là đất khá là tốt rồi. Tuy nhiên chỉ như thế thôi thì cũng không đủ. Và mình để cho mà gốc su su vì nó có nhu cầu rất là cao về dinh dưỡng ấy, cho nên là mình phải trộn thêm rất là nhiều. Cụ thể của mình là tỷ lệ 50% đất cũ ở vườn cộng với một cái bao đất tốt này. Đất này là đất potting mix, là cái loại đất dùng cho cây ở trong chậu. Có khá nhiều dinh dưỡng, họ đã trộn đầy đủ rồi, dinh dưỡng vào đây rồi. Thì mình cho một bao này vào. Thứ hai nữa là mình trộn thêm phân gà. Và thứ ba nữa là cái bone meal, tức là loại xương động vật mà họ đã xay nhỏ, xay mịn ra như là cát rồi. Để mục đích là để kích thích cho dễ phát triển và cho sai hoa đậu quả. Cái này rất là quan trọng bởi vì trong cái bone meal này nó chứa rất là nhiều canxi và phốt pho, nó cực kỳ tốt cho cây ăn quả. Đầu tiên mình cho cái bao đất này xuống cùng với đất cũ ở vườn. Đất cũ vườn mình đã cho trước vào đây rồi các bạn nhé. Tiếp theo mình trộn thêm hai hộp phân gà. Và sau cùng là mình cho bone meal. Bone meal này thì đây các bạn nhìn nó như là cát này rồi. Họ chế biến sẵn chuyên để trồng cây, trồng hoa hồng vân vân, các loại cây ăn quả thì cực kỳ là cần cái loại bone meal này. Đấy, mình cho vài nắm. Cũng không cần quá nhiều đâu các bạn, mình cho vừa đủ thôi, chứ nếu các bạn cho quá nhiều thì nó lại mất cân bằng dinh dưỡng, không phải là tốt đâu ạ. Mình cho 3 nắm vào một cái gốc cây to gồm có
hai quả su su giống đấy. Bây giờ mình trộn đều lên. Như vậy là mình đã trộn xong đất rồi. Công việc tiếp theo là bây giờ mình sẽ mang ra trồng. Các bạn theo dõi tiếp nhé. Trước mắt các bạn là hố mà mình đã đào để trồng su su. Nếu như các bạn chỉ trồng có một quả su su, tức là một gốc cây thôi á, thì chỉ cần đào với kích thước là 40-40-40, tức là chiều ngang, chiều rộng và chiều sâu của hố là 40 cm. Còn mình ở đây là mình trồng hai quả su su giống, cho nên là nhà mình đã đào với kích thước là 60-60-40, tức là chiều dài 60, chiều rộng 60 và chiều sâu là 40 cm. Và đây là cái giá để mình sẽ để cho cái cây su su nó dựa vào đây để nó leo lên lên trên giàn. Ở dưới đáy cái hố này mình đã đổ một lớp phân compost mà mình ủ, tự mình ủ bằng những cái rau củ quả rác thải sinh hoạt trong nhà ấy, dày khoảng 10 cm hoặc hơn rồi. Cái còn cái phần đất mà mình vừa trộn xong ấy, mình chỉ đổ lên trên và xung quanh thôi. Bây giờ các bạn hãy theo dõi chi tiết cách mình làm nhá. Bây giờ mình sẽ đặt hai cái chậu su su của mình xuống cái hố này. Vì lúc trồng mình đã lưu ý, cho nên là mình đã cho lót vào đây một cái lớp ni lông ấy các bạn, để lúc mình nhấc ra nó dễ. Bây giờ mình chỉ việc nhấc ra là xong. Rồi, các bạn thấy xem. Đây là bộ rễ rất là khỏe phải không các bạn? Rễ ra trắng xóa rồi. Bây giờ mình chỉ việc đặt xuống cái hố này. Tương tự như vậy với cái chậu thứ hai. Khỏe, cho nên là khi các bạn trồng được cây chắc chắn là sống một cách khỏe mạnh đó các bạn. Và bây giờ công việc tiếp theo chỉ là mình cho đất vào thôi. Mình sẽ gác cái dây này lên trên. Lát mình sẽ phải buộc cái dây vào để cho nó chắc chắn. Bây giờ mình sẽ phủ đất vào. Nếu như các bạn có vỏ chuối hay vỏ trứng thì các bạn có thể mang, kể cả là đã ủ thành phân hoặc là vỏ chuối, vỏ trứng còn tươi, các bạn cũng có thể xếp vào đây để các bạn chôn trồng. Thậm chí các bạn có thể bón sau cũng được. Đào hố lên, đào đất lên các bạn cho xuống dưới. Hoặc có thể là ngâm nước tưới cũng được. Cái vỏ chuối, vỏ trứng rất là tốt để cho các loại cây ăn quả nha các bạn, các loại rau ăn quả. Bây giờ mình cho đất xuống. Ở xứ lạnh mà các bạn muốn trồng su su thì nhiệt độ tối thiểu ban đêm phải là 9-10 độ nha các bạn. Nó có thể trồng ra ngoài vườn sớm hơn bầu bí mướp. Tuy nhiên là cũng không quá lạnh. Cứ từ 9-10 độ trở lên là nhiệt độ ban đêm ấy, thì là có thể trồng su su ra ngoài vườn được rồi. Mặc dù cái chiều sâu của cái hố là 40 cm, nhưng mà cái lượng đất mà mình đổ lên chỉ khoảng 30 cm thôi. Và mình để cách cái miệng hố là 10 cm. Để làm gì? Mình sẽ phủ một cái lớp rơm dạ hay cỏ khô hay bất cứ cái gì lên lên trên. Một là để giữ ẩm, hai là khi mình tưới đất nó không bị lì, và cũng là làm cho tơi xốp đất nữa. Ngoài ra thì khi mà muốn thì các bạn vẫn có thể bón thêm phân. Các bạn chỉ việc lật cái lớp cỏ mục này ra để các bạn bón thêm phân hoặc là thêm đất cũng nếu như mình muốn. Và cái hố nó trũng như này thì nó giữ ẩm rất tốt cho cây á các bạn. Bây giờ mình sẽ cho một cái lớp là cỏ khô vào đây quanh gốc để giữ ẩm cho cây, tránh mất nước ấy các bạn, tránh mất nước, tránh cỏ mọc.
Cái ngọn này á, sau khi mà trồng xong rồi thì các bạn sẽ buộc cho nó cố định vào cái dựa vào cái chỗ dựa cho nó leo lên này. Đấy, các bạn bắt cái ngọn nó vào và buộc cố định để chỉ khi gió thổi ấy, nó không phải làm ảnh hưởng đến cây. Công việc cuối cùng chỉ là tưới nước thật đẫm thôi các bạn ơi. Khi cây mới trồng thì các bạn là lưu ý các bạn là cần phải tưới rất là nhiều nước trong những ngày đầu tiên. Các bạn tưới ít nhất một ngày 2 lần, buổi sáng và buổi tối. Trong trường hợp mà nếu như các bạn đã trồng cây xuống đất rồi mà trời lại trở lạnh đột ngột thì các bạn cần phải lấy cái gì đó, lấy ni lông hay cái gì đó là các bạn quấn cái cây lại để cho nó qua những cái ngày lạnh đó để nó không bị chết cây nha các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái việc trồng su su của mình. Xin chia sẻ với các bạn như vậy. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video. Xin chào và tạm biệt các bạn.